sông 1/3 con sông dài nhất coi như Nhật Bản, nhưng mà chúng tôi đang thấy một hiện tượng vô cùng lạ. Rất nhiều cá đang dồn về đây, không biết là có chuyện gì xảy ra. Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Cổ Đại. Mới đây, một tài khoản Facebook cá nhân đã đăng tải một video ngắn. Theo đó, một số lượng lớn cá lên đến hàng triệu con kéo nhau bơi đến một bờ biển tại Nhật Bản. Điều kỳ lạ là chúng thi nhau nhảy lên và quay tròn như đang muốn cảnh báo điều gì đó cho con người. Điều này chưa từng xảy ra tại Nhật Bản trước đây. Trùng hợp là theo cảnh báo của JMA, nguy cơ xảy ra siêu động đất ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của nước này đã tăng lên sau trận động đất 7,1 độ Richter gây cảnh báo sóng thần ở miền Nam Nhật Bản chiều 8 tháng 8. Cụ thể, nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn dọc dãy Nankai trong những ngày tới cao hơn bình thường. JMA lưu ý rằng, nếu một trận động đất lớn xảy ra trong tương lai, nó sẽ kéo theo rung chuyển mạnh và sóng thần lớn. Rãnh Nankai nằm giữa hai mảng kiến tạo ở Thái Bình Dương. Vùng trũng giữa biển dài 800 km này chạy từ Shizuoka, phía tây Tokyo, đến mũi phía nam của đảo Kyushu và là nơi xảy ra các trận động đất thường đi theo cặp với cường độ 8 đến 9 độ cứ sau 100 năm đến 200 năm. Mặc dù không thể dự đoán chính xác thời gian xảy ra động đất, các chuyên gia của chính phủ Nhật Bản tin rằng có 70 đến 80% khả năng một trận động đất lớn 8 đến 9 độ xảy ra xung quanh rãnh Nankai trong thời gian tới. Theo ước tính của một số chuyên gia, trong trường hợp xấu nhất, thảm họa sẽ lấy đi sinh mạng của 30.000 người, gây thiệt hại tài chính lên đến hàng nghìn tỷ USD. Liệu rằng hiện tượng của đàn cá có phải là muốn cảnh báo cho con người về một trận siêu động đất đang tới gần? Loài vật nào có thể cảnh báo chính xác cho con người về một thảm họa trong tương lai? Điều đó đã được lịch sử chứng minh như thế nào? Hãy cùng giải mã trong video ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu, đừng quên like video này và bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều video thú vị hơn nữa. Đây là những hình ảnh về trận động đất có cường độ 6,2 độ Richter xảy ra ở tỉnh Cam Túc và tỉnh lân cận Thanh Hải, thuộc miền Tây Bắc Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Trận động đất mạnh khiến người dân phải chạy khỏi nhà trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Hàng nghìn ngôi nhà đã bị hư hại do động đất. Theo đó, số liệu thống kê ít nhất 113 người thiệt mạng, trong khi số người bị thương lên đến 782 người. Còn ở tỉnh Thanh Hải, báo cáo có 18 người thiệt mạng, 198 người bị thương và 16 người mất tích. Đây là trận động đất được đánh giá là gây thiệt hại nhiều nhất ở Trung Quốc trong một thập kỷ qua, kể từ trận động đất ở tỉnh Vân Nam khiến khoảng 600 người thiệt mạng vào năm 2014. Trong dòng tin tức về thảm họa này, có một câu hỏi không mới nhưng cũng không phải là cũ. Đó chính là, liệu chúng ta có thể dự đoán được các trận động đất nhờ vào các loại động vật hay không? Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, viết tắt là USGS, tài liệu tham khảo sớm nhất mà chúng ta có về hành vi bất thường của động vật trước một trận động đất lớn là những ghi chép ở Hy Lạp vào năm 373 trước Công nguyên. Chuột, trồn, rắn và rết được cho là đã rời khỏi hang của chúng để tìm đến nơi an toàn trước đó vài ngày, tới khi một trận động đất hủy diệt xảy ra. Có nhiều bằng chứng về động vật, cá, chim, bò sát và côn trùng thể hiện những hành vi kỳ lạ ở bất kỳ đâu, từ vài tuần đến vài giây trước khi động đất. Và trong nhiều trường hợp, những cảnh báo từ các loại động vật đã cứu con người khỏi thảm họa. Câu chuyện ở thành phố Hải Thành, Liêu Ninh, Trung Quốc năm 1975 là một ví dụ. Bất chấp nhiệt độ đóng băng, có rất nhiều rắn đã trườn ra khỏi nơi ngủ đông của chúng trong những tuần trước khi trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tấn công Thanh Hải vào ngày 4 tháng 2 năm 1975. Hành vi của loài bò sát này cùng với các sự cố khác đã thuyết phục nhà chức trách sơ tán người dân khỏi thành phố vài giờ trước khi thảm họa xảy ra. Để tìm hiểu xem loài động vật có thể dự báo được động đất hay không, chúng ta hãy quay trở lại với trận động đất xảy ra ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Người dân cũng đã tìm thấy được sự khác thường của một số loài động vật. Cụ thể là 2 ngày trước khi xảy ra động đất ở Cam Túc, một số người dân đã chụp được cảnh một đàn chim màu đen rất lớn bay lượn trên bầu trời địa phương. Những hình ảnh được chụp lúc chiều tối cho thấy trên đường phố xuất hiện loài chim đen lớn, một số con thì bay vòng tròn ở độ cao thấp, còn một số con chim đen thì đậu kín đường dây điện. Các bạn có thể thấy đây là đoạn clip mà người dân đã quay lại được. Đây là một hiện tượng hiếm gặp, rất ít khi xảy ra nên đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Và ngay sau khi trận động đất của Cam Túc xảy ra, những hình ảnh về đàn chim đen đã được lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu báo trước của thiên tai. Chúng tôi đã đưa thêm một vài ví dụ để các bạn có thể hình dung rõ hơn về những cảnh báo thảm họa của các loài động vật. Các loài động vật đã có hành vi kỳ lạ trước khi xảy ra động đất lịch sử 7,8 độ Richter vào ngày 28 tháng 7 năm 1976 ở thành phố công nghiệp Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Thảm họa này đã san bằng gần như toàn bộ thành phố, cướp đi mạng sống của hơn 700.000 người. Trong vòng một vài tuần trước thảm họa này, cá ở Đường Sơn được bán rất nhiều và rẻ. Ngư dân cho biết rằng trước và sau ngày 20 tháng 7 năm 1976, họ nhìn thấy rất nhiều loài cá nổi lên và rất dễ bắt. Một người dân đã kể rằng 3 ngày trước khi động đất xảy ra, anh nghe thấy tiếng động lạ ở ao cá và chạy ra xem, thì thấy đàn cá nhảy lên trên mặt nước. Có con nhảy thẳng lên trời rồi xoay vòng như con quay. Cũng trong hôm đó, một số thuyền viên khác thấy xung quanh thuyền có tiếng kêu rít, rồi một đoàn chuồn chuồn màu xanh bay tới đậu đầy thuyền. Người xua đuổi hay bắt thì những con chuồn chuồn cũng không hề nhúc nhích. Một dấu hiệu bất thường khác đó chính là người dân đã nhìn thấy chim yến mẹ ngậm lấy chim yến con bay đi. Đáng chú ý là vài giờ trước trận động đất kinh hoàng xảy ra, nhiều người dân đã nghe thấy tiếng chó sủa bất thường, ngựa đứt dây cương chạy cuồng ra quốc lộ. Và để lý giải về hiện tượng này, các nhà khoa học ở Viện Hành vi Động vật Max Planck và Đại học Konstanz ở Đức cùng với một nhóm đồng nghiệp đa quốc gia đã sử dụng các cảm biến sinh học có độ nhạy cao để theo dõi sự tăng động của một nhóm gia súc trước khi xảy ra địa chấn. Trong khoảng 4 tháng kéo dài từ năm 2016 đến 2017, họ đã gắn chip cảm biến GPS vào 6 con bò, 5 con cừu và 2 con chó sống trong một trang trại ở khu vực dễ xảy ra động đất ở miền Bắc Italia. Tổng cộng hơn 18.000 chấn động đã xảy ra trong giai đoạn nghiên cứu. Phân tích cho thấy, hoạt động của các con vật tăng lên đáng kể trước các trận động đất 3,8 độ Richter hoặc lớn hơn. Các động vật trong trang trại dường như dự đoán trước các chấn động từ 1 đến 20 giờ. Các nhà nghiên cứu tin rằng, phát hiện kể trên phù hợp với giả thuyết động vật bằng cách nào đó cảm nhận được tín hiệu khuếch tán ion từ các hoạt động địa chấn. Theo đó, trong những ngày trước khi xảy ra động đất, các mảng kiến tạo chuyển dịch ép đá dọc theo một đường đứt gãy, khiến đá giải phóng các khoáng chất, đẩy các ion vào không khí. Các loài động vật cảm nhận được và có những phản ứng với việc này. Trong khi đó, một bài đăng trên trang chủ của USGS lại cho rằng hành vi bất thường của động vật liên quan đến hai loại sóng cơ phát ra từ một sự kiện địa chấn là sóng P và sóng S. Sóng P có bức sóng nhỏ hơn và truyền đi nhanh hơn sóng S. Nhiều loài động vật có giác quan nhạy bén hơn có thể cảm nhận được sóng P vài giây trước khi sóng S đến. Tuy nhiên, đấy vẫn chỉ là những kết luận ban đầu và cần thêm nhiều nghiên cứu nữa để làm sáng tỏ. Hầu hết những bằng chứng như vậy chủ yếu dựa vào những quan sát đơn lẻ hoặc thậm chí là những giải thoại. Những lời trên được trích ra từ một báo cáo xuất bản năm 2018 của Hiệp hội Địa chấn Hoa Kỳ sau khi xem xét 180 nghiên cứu về những hành vi bất thường của động vật trước động đất. Còn Wendy Bohan, tiến sĩ địa chất học tại Viện Nghiên cứu Địa chấn ở Washington, cũng bày tỏ sự nghi ngờ về các giả thuyết trên. Con mèo của tôi có hành động điên rồ trước một trận động đất, nhưng nó cũng hành động điên rồ nếu nghe thấy tiếng động lạ. Muốn dùng động vật làm cơ sở dự báo, bắt buộc phải xác định rằng chúng có biểu hiện bất thường chỉ trong phản ứng với các sự kiện địa chấn, tiến sĩ Bohan nói. Tiếc là hành vi nhất quán và đáng tin cậy của động vật trước những sự kiện địa chấn và một cơ chế giải thích xác đáng cho điều này vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ và hóc búa. Sau công cuộc tìm kiếm mối liên hệ giữa phản ứng sớm của loài động vật với động đất vẫn đang tiếp tục diễn ra, với hy vọng rằng con người sẽ dự báo được sớm hơn những loại thảm họa như thế này. Quay lại với số liệu thông tin liên quan đến trận động đất xảy ra ở Trung Quốc, các chuyên gia đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến trận động đất ở Cam Túc đã gây thương vong lớn. Lý do đầu tiên là trận động đất xảy ra vào ban đêm khi nhiều người đang ngủ, khiến việc phát hiện và sơ tán trở nên khó khăn. Hơn nữa thì nhiệt độ vào ban đêm xuống thấp, khiến cơ hội sống sót của các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát đã giảm đi. Tiếp theo là khu vực xảy ra động đất là nơi tập trung đông dân cư. Kỹ sư trưởng tại Viện Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Tứ Xuyên cho biết rằng có 10 ngôi làng nằm trong bán kính từ 5 km từ tâm trấn và 10 thị trấn trong bán kính 20 km dân số ở các khu vực gần tâm trấn khá là đông đúc. Trong khi các tòa nhà ở một số đô thị như Bắc Kinh được thiết kế và xây dựng để chống lại những trận động đất cường độ cao, thì nhiều ngôi nhà ở khu vực bị ảnh hưởng ở Cam Túc và Thanh Hải lại không được thiết kế để chống chọi với trận động đất mạnh như vậy. Trong suốt thế kỷ 20, giới chuyên môn đã ghi nhận những sự kiện lịch sử về thảm họa tự nhiên và họ cũng đã chứng minh được rằng nhiều loại động vật có khả năng dự báo hết sức ấn tượng về tai họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, đất trượt, tuyết lở. Thế nhưng, không chỉ có các nhạy cảm sâu sắc về thảm họa tự nhiên, một số loài vật còn biết trước các thảm họa do con người gây ra. Cư dân London từng chứng kiến những hành vi khác thường ở mèo và chó, như điểm báo trước các trận không kích trong suốt những năm Thế chiến thứ hai. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã đúc kết ra những thông điệp rất thú vị. Làm mèo khó ở, điểm G tới liền. Cũng liên quan tới thảm họa năm 2011 tại Nhật Bản, chuyên gia Hiroyuki Yamauchi cùng các cộng sự đã tiến hành một cuộc khảo sát trên Internet đối với các chủ vật nuôi nhằm tìm kiếm sự liên quan giữa động vật với các hành vi bất thường của động vật. Kết quả khảo sát cho thấy mèo chính là sinh vật nhạy cảm nhất đối với động đất. Cụ thể, nhóm chuyên gia đã khảo sát 703 chủ sở hữu mèo và được cho biết về hành vi kỳ lạ của loài sinh vật này. Một số chú mèo tham gia cuộc khảo sát đã bộc lộ sự bất thường trong vòng 6 ngày hoặc thậm chí sớm hơn nữa trước khi trận động đất xảy ra. Chúng trở nên run rẩy, bồn chồn và muốn chạy ra khỏi cửa. Một số khác thì cực kỳ kích động. Giải thích cho các hành vi này, các nhà nghiên cứu cho rằng mèo là loài có giác quan nhạy cảm gấp nhiều lần con người. Vì thế, chúng có thể cảm nhận được những tín hiệu báo trước động đất như sự thay đổi trong áp suất khí quyển, sự biến dạng mặt đất, thay đổi trong độ nghiêng, dốc, sự thay đổi mực nước ngầm hay các chất khí và hơi được giải phóng từ vết nứt. Kiến đỏ thức đêm, động đất trước thềm. Năm 2013, chuyên gia Gabriel Berberich tới từ Đại học Duisburg-Essen, Đức đã trình bày một nghiên cứu tại Vienna chứng minh khả năng dự đoán động đất của loài kiến đỏ. Trong vòng 3 năm, từ 2009 đến năm 2012, Berberich cùng đồng nghiệp đã theo dõi khoảng 15.000 tổ kiến đỏ sống tại các vùng vốn nằm trên những đường đứt gãy dưới lòng đất thuộc nước Đức. Họ sử dụng máy quay để ghi lại hành vi của kiến 24/7, sau đó đối chiếu với 10 trận động đất nhỏ từ 2 đến 3,2 độ Richter trong thời gian tương ứng, và họ đã phát hiện ra điều kỳ lạ rằng thông thường kiến đỏ hoạt động ban ngày và tới đêm sẽ trở về tổ. Tuy nhiên, một ngày trước các trận động đất, tất cả kiến đỏ đều thức trắng đêm, không về tổ. Mọi thứ chỉ trở lại bình thường sau khi trận động đất qua đi. Baburich và đồng nghiệp tin rằng đó là bằng chứng cho khả năng cảnh báo động đất của loài sinh vật nhỏ bé. Cô cho hay nhiều khả năng kiến đỏ sở hữu các thụ thể thần kinh đặc biệt giúp chúng nhận biết sự thay đổi của lượng khí ga trong lòng đất cũng như thay đổi từ trường trái đất. Nhờ đó, chúng có thể tiên đoán trước khi nào động đất sẽ xảy ra. Bão ở đâu, cá mập bầu tới đó. Từ trước đến nay, đa số các loài động vật khi cảm nhận được thiên tai tại một khu vực thì điều đầu tiên chúng muốn làm là tránh càng xa càng tốt nơi đó. Tuy nhiên, cá mập thì ngược lại. Các quan sát khoa học cho thấy cá mập dường như là một kẻ săn bão trong tự nhiên. Những vùng nước bỗng nhiên tụ tập đông cá mập sẽ là điểm báo cho một cơn bão mạnh sắp được hình thành. Quan sát này đã được chứng thực bởi giáo sư Neil Hammerlang trong dự án bảo tồn đời sống biển của Đại học Miami. Ông đã gắn thẻ cho khoảng 300 con cá mập mỗi năm và theo dõi chúng. Hammerlang nhận thấy các con cá mập được gắn thẻ rất thích bơi đến những khu vực nhiệt độ thay đổi nhanh chóng. Nói cách khác, đây chính là những vùng biển khởi nguồn cho các cơn bão trên đại dương. Từ phát hiện này, Hammerlang đã đề xuất theo dõi cá mập nhằm dự đoán nơi các cơn bão được hình thành và phát triển. Đây sẽ là những thiết bị dự báo bão vô cùng tiết kiệm và hiệu quả cao. Theo ông, điều tuyệt vời nhất là cá mập làm chủ đại dương, bởi chúng có thể bơi đến những nơi con người không thể tiếp cận và thu thập những dữ liệu về nơi đó. Một số bằng chứng khác trong lịch sử đã chứng minh loài vật có thể dự báo thiên tai. Một nhân viên trạm hải đăng thuộc miền Nam Ấn cho biết, vào tháng 12 năm ngoái, anh ta thấy một đàn linh dương bỗng nhiên di chuyển qua khu vực bãi biển hướng về những khu đồi gần đấy chỉ vài giờ trước khi những cơn sóng thần từ tầm trấn ngoài khơi tấn công vào đất liền. Nhiều nhân chứng cho biết, tại khu vực nghỉ mát Phuket, Thái Lan, những chú voi phục vụ du lịch gần bãi biển đã giống lên và lông lộn phá xích, chạy vào đất liền trước khi những cơn sóng dữ ập vào. Từ linh cảm về một tai họa tự nhiên sắp xảy ra, loài hồng hạc ở khu vực này cũng đã rời bỏ những vùng đất trũng để bay lên những vùng núi cao. Các công nhân tại sở thú của Malaysia lấy làm ngạc nhiên khi thấy hầu hết các loài động vật bỗng nhiên có những biểu hiện lạ như tìm chỗ ẩn nấp và từ chối ra ngoài mặc dù đã đến bữa ăn. Riêng tại Sri Lanka, thảm họa sóng thần của năm ngoái đã giết chết hơn 30.000 người, nhưng hầu hết các loài động vật lớn như voi, dê và nhiều loài động vật hoang dã khác ở khu vực này vẫn bình an vô sự. Hiện nay, cùng với các thiết bị tối tân, những hiện tượng tự nhiên đang được các nhà khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống nhằm cảnh báo thảm họa thiên tai một cách hiệu quả nhất. Các nhà nghiên cứu thuộc dự án Kivikuda do nhà điều học Frederick G. West đứng đầu đang có kế hoạch gắn bộ cảm biến thời tiết cho hàng trăm loài chim trên khắp Thái Bình Dương để dự báo sớm những trận động đất, bão, sóng thần tiềm tàng. Đây là một chương trình khoa học sáng tạo được Bộ Quốc phòng Pháp tài trợ nhằm mục đích nghiên cứu các phản ứng hành vi của các loài chim đối với lốc xoáy, động đất và sóng thần để phát triển các hệ thống cảnh báo sớm mới cho những thảm họa thiên nhiên. Các nhà khoa học đã đeo vào chân của các loài chim khác nhau bộ cảm biến thời tiết Icarus rồi đưa chúng về những khu vực có khả năng xảy ra bão lớn. Thiết bị Icarus sẽ truyền vị trí của các chú chim tới trạm vũ trụ quốc tế ISS, rồi dữ liệu lại được gửi về cho các nhà khoa học trên trái đất để họ nắm được hành trình của chúng. Nhà điều học Frederick Ziwet cho biết rằng, chúng tôi tập trung theo dõi sóng hạ âm của loài chim. Đây là âm thanh tần số thấp mà con người không thể nghe được. Kết quả cho thấy, tháng 9 năm 2018, khi chúng tôi gửi dữ liệu đến các đồng nghiệp ở Mỹ, lúc nhận thấy sự di chuyển của loài chim chích chòe cánh vàng ở Đông Nam Á nước Mỹ, chúng đã bay khỏi nơi cư trú 1.500 km một ngày trước khi xảy ra một trận lốc xoáy khiến 35 người chết, thiệt hại hơn 1 tỷ USD. Trước đó, trong trận động đất kèm theo sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương năm 2004, làm chết hơn 230.000 người tại các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar. Rất nhiều người sống sót ở các nước này đều khẳng định rằng, một ngày trước khi xảy ra thảm họa, họ không hề nhìn thấy bất kỳ một con chim nào bay lượn. Các nhà nghiên cứu cho rằng các loài chim có thể cảm nhận được sóng hạ âm do sóng thần tạo ra. 5 năm trước, Jérôme Chardon, sĩ quan hải quân Pháp, trong lúc theo dõi một cơn bão lớn trên radar thì phát hiện một đàn chim mọng biển theo tập quán di trú hàng năm, bay từ New Zealand đến Alaska, đường dài là 14.000 km. Hành trình của loài chim này sẽ phải đi ngang tầm bão, lúc ấy còn cách chúng hơn 9.000 km. Vậy mà thật kỳ lạ, bay trên được 1/3 đường thì chúng đột ngột chuyển hướng rồi đến Alaska an toàn. Hiện tượng ấy đã khiến Jérôme Chardon đặt câu hỏi, phải chăng giác quan của chúng đã biết trước về cơn bão khi nó còn đang ở rất xa, trong khi những bộ cảm biến thời tiết tối tân nhất lúc ấy cũng chỉ có thể phát hiện sự thay đổi áp suất không khí là dấu hiệu của bão trong phạm vi vài trăm km. Còn với vệ tinh, công cụ này hoàn toàn có thể nhận ra một cơn bão khi nó vừa mới hình thành, nhưng dự đoán đường đi của bão là việc hết sức phức tạp, thậm chí chưa chắc đã chính xác. Jérôme Chardon nói rằng, như vậy, chim mòng biển có thể biết trước bão sẽ di chuyển đi theo hướng nào để chúng thay đổi hướng bay. Tìm hiểu tường tận về khả năng này sẽ giúp tàu bè cùng các cộng đồng cư dân ven biển tránh được thảm họa. Hiện tại, nhóm nghiên cứu dự án Shizuoka đang có kế hoạch gắn bộ cảm ứng Icarus cho hàng trăm loài chim trên khắp Thái Bình Dương để chuẩn bị cho những trận động đất, bão, sóng thần tiềm tàng. Chia sẻ ý tưởng này, nhà khoa học sóng thần Eddie Bernard, lãnh đạo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương và Phòng Thí nghiệm Môi trường Biển tại Thái Bình Dương thuộc Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ nói rằng, từ lâu, chúng tôi đã triển khai mạng lưới cảnh báo và đánh giá sóng thần ở đáy biển, được gọi là DART. Mạng lưới này dựa trên những cảm biến áp suất có độ nhạy cao, được neo dưới đáy biển, liên tục gửi tín hiệu đến vệ tinh thông qua những phao nổi. DART có thể phát hiện sự khác biệt trong các đợt sóng, dù chỉ chênh lệch 1 cm, nhưng khác với loài chim, chúng phát hiện sóng thần ngay từ khi chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào, còn DART chỉ phát hiện khi đã có hiện tượng. Vẫn theo nhà khoa học Eddie Bernard, cần phải tìm hiểu sâu hơn nữa về tập tính của loài chim, nhất là khi chúng thay đổi đường bay trong những hành trình xưa nay vốn bất di bất dịch. Câu hỏi cần trả lời là nguyên nhân nào khiến chúng thay đổi? Do thời tiết hay do sự xuất hiện của những loài khác là kẻ thù của chúng? Hoặc nơi mà chúng vẫn thường đến thì nay không còn đủ thức ăn? Hoặc môi trường không còn thuận lợi cho việc giao phối và sinh đẻ? Nếu chúng thay đổi tập tính do thời tiết, thì điều đó có nghĩa là chúng đã nhìn thấy trước tai họa sắp xảy ra. Bởi lẽ tầm quan trọng của việc phát hiện sóng thần nằm ở chỗ đo kích thước của sóng. Vì như chúng ta đã thấy, phần lớn các cảnh báo về sóng thần ở nhiều nơi trên thế giới được đưa ra vào buổi sáng chẳng hạn, thì đến trưa nó lại được thu hồi. Mà nguyên nhân là hầu hết các cơn sóng thần đều nhỏ và vô hại. Việc báo động sai gây ra những tổn thất không đáng có về kinh tế, xã hội, làm xói mòn lòng tin của người dân. Theo nhà điều học Frederick Ziwet, thì bước đầu nó đã mang lại kết quả khả quan qua việc cảnh báo núi lửa ở đảo Hawaii và núi lửa ở Java, Indonesia tái hoạt động. Ông nói, tất cả đều dựa vào sự thay đổi tập tính của chim mòng biển vào thời điểm mà các hệ thống cảm biến địa chấn ở cả Hawaii lẫn Indonesia vẫn chưa ghi nhận được dấu hiệu gì. Theo bạn, việc dự báo thiên tai, thảm họa dựa vào các loại động vật liệu có đáng tin và hiệu quả hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu như các bạn thích nội dung thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh Thế Giới Cổ Đại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.